Xin chào tất cả các bà con và anh chị em thân mến. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với bà con một nuôi một cái con nữa. Đây là cái vùng nguyên liệu lá cây mà thảo dược mà chúng tôi cho nó ăn. Quay cho bà con và anh em thấy để tôi hái ít để vào cho cái con này nó ăn. Và nuôi nó kiểu này là khi ăn thịt nó rất ngon. Và nó là siêu sạch. Đấy. Các bạn biết đây là cây gì rồi, nhưng mà tôi cũng nói với các bạn, chia sẻ với các bạn luôn, đây là cây chè đắng ở ngoài miền Bắc đó. Nhưng mà nó còn ở trong Nam chúng tôi gọi là cây mật gấu. Đây tôi hái nấm này để ra cho mấy con này nó ăn. Chăn nuôi theo hình thức gọi là không kháng sinh và siêu sạch. Đây cũng là cây đó, anh em tôi trồng nó thành hàng rào để đi vào chuồng cho nó ăn. Tại bây giờ ăn con gì mình cũng sợ hết, mình tự nuôi lấy rồi mình cho nó ăn những cái lá cây gọi là siêu sạch. À nãy tôi cũng hái nấm đây rồi. Đây thì các bạn biết đây là những con thỏ mà người ta hay cho ăn các cái loại cám hoặc là những cái để cho nó tăng trọng nhanh, nhưng mà mình chỉ nuôi để phục vụ cho mình hoặc cho những người thân mình thì chỉ nuôi bằng cái cây thảo dược này. Thì nay làm cái clip để chia sẻ với các bạn cho nó vui. Và tôi cũng có xem nhiều trên mạng thì cũng có thấy có người ta cho ăn cây chè khổng lồ nữa. Đó, anh em tôi đang trồng giống, đang mua giống và trồng rồi. Đây tôi chia sẻ các bạn, đây là cái lá này thì tôi nói bạn là chế nước uống thì mình uống là chè đắng thì biết rồi, nó đắng như thế. Và nó là thuộc diện như một vị thuốc. Mà con thỏ nó ăn giống như là món khoái khẩu vậy, ăn cực kỳ mạnh. Đấy, tôi chia sẻ để các anh em biết là cái cây này trồng nó rất dễ lên nhanh cực kỳ. Mà con thỏ nó rất thích ăn. Đấy, mà ăn thì sau này nó thành một con. Từ ngày đem về đến giờ tôi chưa bao giờ biết tiêm phòng hay là chích ngừa gì cả, chỉ nuôi bằng thảo dược này. Cây này nó gần như là cây thảo dược, nó như là một vị thuốc rồi mà nuôi nó rất khỏe. Con thỏ đi đem về mới nuôi chỉ được hơn tháng này thôi mà đã to thế này, mà không bao giờ đi bệnh tật hay thế này thế kia gì cả đó. Tôi chia sẻ với anh em với các bà con vậy ở trên mọi miền đất nước để biết cái thêm một cái tận dụng thêm một cái nguồn thức ăn nữa. Nó không có tốn chi phí chăn nuôi nhiều cho mình mà nó lại hiệu quả. Bởi vì đang cái này nuôi để phục vụ, sau này tôi mới thí điểm này, sau này sẽ mở rộng quy mô để trồng được cái trà khổng lồ được, rồi bắt đầu chúng tôi mới làm một số chuồng trại lớn để nuôi số lượng thỏ nhiều và nuôi theo sạch. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip nha.